cái cuối là giống cái máy phát điện rồi. Quang máy rồi này. Chờ là phố quay, còn cái quán anh bảy. Tôi bỏ cái đoạn đi, bỏ cái phí đây. Nó nặng máy. Đâu đây là đường phố. Rồi cái tàu quả đấy. Cái như đoạn là lúc mà bóng ra. Bỏ cái đoạn thì quay mấy cái đoạn lúc nó mới khởi hành. Quay là khác quá. Bất kể hoàn cảnh nào đi nữa rồi. Cái con vần rầu tàu hỏa phóng hơn 100 cây, nhưng nói giờ mà có được như thế.